Hai bạn. Ê, có gì đâu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyên Linh, chào khán giả trường quay. Chào em tên là Phạm Thị Mỹ Lệ, năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Thẩm Mỹ Viện. Rồi, bây giờ thì chờ bạn nam của mình nha. Mời bạn nam. Lớn lên rồi. Vừa đi vừa nói không nghe. Em xin kính chào ông Mai và Mối, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào bạn Minh Kia. Dạ. Cái gì mà giống mất số gạo quá vậy, sao yếu xìu vậy? Bên đây người ta xôm lắm nè. Họ nói lại rồi, 2, 3. Kính chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn Minh Kia. Bạn làm cái gì? Dạ em tên Sơn, làm truyền hình cáp. Tên gì? Dạ em tên Ngọc Sơn. Ngọc Sơn làm truyền hình cáp Việt Nam, chi nhánh Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Làm lâu chưa? Dạ em làm được gần 6 năm rồi. Nhiều tuổi rồi? Dạ em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi? Dạ. Nhìn mặt này thấy vui quá. Sao dễ lên? Hài hước lắm, bên đây bạn này hài hước lắm. À Lễ ơi, nãy em làm dạ. Thẩm Mỹ Viện đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em làm cái gì trong Thẩm Mỹ Viện? Dạ em làm mama tổng quản chị. Tổng quản là làm gì? Dạ là quản hết mọi việc đó chị. À, dạ. Là quản lý đó. Dạ. Thẩm Mỹ Viện là làm cái gì trọng? Cắt mắt, nâng ngực, sửa mũi. Bạn Mỹ lại. Dạ. Vậy có chuyện cho bạn làm rồi đó. Bên kia sẽ làm Mỹ Viện lại, mặt bạn hơi buồn. Mắt hơi buồn, ai nói vậy không? Dạ. Mọi người đều nói như vậy. Nhiều người nói vậy hả? Dạ. Có nào bạn soi gương, bạn đánh giá về gương mặt của mình không? Dạ cái đó em nghĩ chắc là cũng là khuyết điểm của em. Vui cũng vậy đó hả? Dạ vui thì vui. Dạ. Bạn vui lắm thì cái mặt nó làm sao? Dù á, có vợ rồi, thí dụ vậy thôi. Rồi bạn làm thử thôi, 2, 3. Ê, có vợ rồi. Mạnh lên nữa ơi. Thử coi có thay đổi không, 2, 3. Ê, có vợ rồi. Đó, mạnh mạnh lên vậy đó. Lệ, dạ. Ảnh là bị dạ, em tò mò quá chị. Tò mò quá ha. Dạ. Từ dưới giờ cũng mở màn ra coi liền vậy đó. Dạ, được rồi chị. Làm mama tổng quản lanh quá. Bây giờ hỏi là một lần cuối cùng là sắc đẹp mày là nguyên thủy hay là sắc đẹp mày đã được chỉnh sửa? Dạ nguyên thủy. Chắc không? Dạ chắc. Có giấy bảo hành không? Có. Mặt mày cũng xinh xắn vậy tại sao lại không có bạn trai? Tại làm ở đó thì từ sáng đến tối, khi nào hết khách mình được về cho nên là không có thời gian đi ra ngoài. Rồi bây giờ nếu mà hẹn hò rồi có bạn trai rồi mình đi chơi thì sao? Rồi hẹn hò giờ nào? Dạ bác sĩ cho chị. Sao nói câu này hoành tráng quá vậy? Dạ tài thể quá không có thời gian đi chơi cho nên đi hẹn hò nên cho thời gian nghỉ đi chơi. À, mà muốn lấy chồng chưa? Dạ 25 già rồi chị. 25 mà già rồi đó hả? Ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm nói nhiều, cười nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều. Khuyết điểm nói to, hét to, la to. Em nói là em ăn nhiều, ngủ nhiều, diễn tả. Dạ ngủ chắc mấy ngày không dậy, không ăn, không tắm, không rửa. Cái gì mà không ăn, không tắm, không rửa luôn là sao? Ngủ liên. Dạ đúng rồi chị, không mở mắt luôn. Kỷ lục, kỷ lục, dạ vẫn sống. Mấy ngày? Chắc cũng phải 4-5 ngày đó chị. 4-5 ngày không ăn, không xuống giường. Dạ. Rồi còn nói nhiều, nói dạ. Nhiều sẽ cỡ nào? Mức dạ nào? Em đi làm mà em tư vấn mà chị. Tư vấn có đồ mà nói từ sáng đến chiều. Leo lên cầu thang không nổi, bò lên giường nằm liệt luôn. Nghe vậy bây giờ nói tới xỉu luôn. Dạ em thích. Vui lên anh, dạ. Vui lên anh, dạ. Cười dạ, được tao luôn. Cặp này vui rồi đó. À, em nói em thích rồi, vui lên. Dạ em thích. Nói lại, cười to lên, em thích. Dạ em thích. Đưa hai tay lên rồi. Dạ em thích. Bạn có hay buồn không? Dạ, độc thân ngồi mình thì cũng buồn. Buồn, buồn vì vấn đề gì? Tại chưa có người bạn gái nào hiểu về cái cuộc sống của em. Nếu như để hiểu em thì cần hiểu vấn đề gì? Thì em cần một người bạn biết kính trên nhường dưới, biết thương cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cái này đáp ứng được hết này. Dạ em không thích bạn gái ăn chơi xa đọa quá. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ vậy được anh. Được rồi, vậy được. Chứ nghe cái giọng buồn dữ người ta, mặt buồn lắm hả anh Linh? Không, mặt vui. Có nghĩa là người đối diện nhìn thì thấy vui nhưng mà bản thân đương sự thì thấy buồn đúng không? Hiểu sao mặt ế rồi, nhát quá đúng không? Bây giờ, dạ. Mình lại có bạn mối tình nào chưa? Dạ, chưa có một mối tình vắt vai. Chưa có một mối tình vắt vai? Dạ. Vậy là được nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn? Dạ. Giờ muốn không? Dạ, từ từ. Từ từ là gì nào? Vài bữa đã bắt đầu nắm tay. Vài bữa là nắm rồi. Tưởng nó mấy năm chứ. Có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Không có lụng đông tiền chị. Sao vậy? Theo nghiên cứu của em á,
nghiệm thấy từ xưa giờ á, 100 người thì cũng chắc 99 người là nhìn nó dễ dễ. Chị là đụng chạm nhiều lắm nha. Cao này không thích gì nữa. Thích bằng nam mà vui vẻ. Bạn này vui. Gì nữa? Phóng khoáng một chút. Dạ có. Phóng dữ không? Chút anh. Cái gì nữa đàn ông đó không? Đừng mập quá, đừng ổn quá chị. Cao nhiêu? Cao khoảng 1m6 đến 1m7 là được rồi. Thì dạ. Cũng được ha, dễ. Dạ được, em cao 1m64. 64 hả? 65, dạ. Em nắm bây giờ cô kêu đưa ra những cái ý vậy, mình có hợp không? Dạ em thấy bạn cũng đòi hỏi không có nhiều. Không có nhiều đúng không? Dạ. Ví dụ giờ gặp cô gái đó mình thấy mình thương, mình yêu quá. Chạy tới mình hôn cái được không? Từ từ chứ anh, từ từ mới yêu chứ anh. Dạ. Cái nụ hôn đầu đời bạn có thể diễn tả được như thế nào, cảm giác thế nào? Khó quá bỏ nha. Bữa nay đi đến đây có trong chỗ thẩm mỹ viện có ai đi theo chung không? Dạ không, có em gái của em đi theo chị. Chào em. Dạ em chào chị. Mặt anh bên kia vui lắm hả chị, nãy giờ chị tò mò. Em thấy anh rất là nhút nhát mà, còn về nhìn mặt anh hơi tiểu tiểu một chút. Sợ sau này về sợ bị chị em ăn hiếp. Đúng rồi, em nói đúng á. Mà thấy có xứng không, thấy có hợp nhau không, rồi kết hợp nhau được không? Được. Sao cười dữ vậy? Tính quá rồi, cảm ơn. Qua tự coi, mệt quá hả? Mặt ông này hề lắm hả? Chào chị. Vui coi. Dạ. Chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường. Dễ thương lắm á. Nói chứ nãy giờ tôi rất là vui khi nhìn thấy ảnh rất là chân thật á. Ai mà gặp anh này là coi như cũng phước ba đời luôn á. Về gặp ảnh nhiều khi giận cũng vui nữa, đúng không anh? Dạ. Hả? Dạ anh. Vậy giờ anh thấy trong người anh sao, vui hay buồn? Dạ vui. Nếu là chút kéo mà lên chắc vui hơn. Nhưng anh phải tươi lên một chút xíu chứ. Nha. Dạ. Nè anh đi với ai? Dạ đi với sếp của em với đồng nghiệp của em. Anh bình thường mặc ảnh vui hay buồn, anh có đì ảnh lắm không, sao mà mặc ảnh kỳ vậy? Dạ do tính cách của anh trầm, nhưng mà được cái là ảnh này được lòng khách hàng. Vậy mà được lòng khách hàng á? Dạ. Không, ảnh ít cười nhưng mà người ta nhìn ảnh cười. Dễ thương rất thân thiện. Nhưng mà lại đem lại tiếng cười cho người khác. Để mình qua mình coi cô kia coi thế nào nha. Dạ. Sợ bị ăn hiếp không thì có thấy hiền dễ sợ luôn. Ăn hiếp ta nha. Rồi em lạnh quá. Lên. Chào em. Bên này cũng lạnh dễ thương. Ha, nhìn thấy em của em ngồi dưới kia là biết kìa. Chị dễ thương rồi. Dạ. Anh nghĩ là được đấy. Dạ. Ha, kiếm người vậy khó lắm. Ha. Dạ. Khó lắm. Nhưng mà hướng ăn hiếp ta nha. Ta yếu thế thiệt thòi đó. Rồi bây giờ anh có thấy trong lòng thế nào trước khi gặp cô gái bên kia, anh cảm giác thế nào? Dạ em có bài hát muốn tặng bạn, nhưng mà chút nữa em gặp rồi thì em mới hát cho bạn nghe. Đúng rồi, gặp nhìn thẳng vô mắt hát ha. Dạ. Rồi nói là á sao? À giờ đây rồi. Chuẩn bị, kéo màn lên. Giữ là lớn nè, đừng có là lớn lên nha. 2 phút, bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Anh có món quà tặng không? Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, nhìn mặt anh cũng tiểu thiệt. Chết mắt hoài à, không nổi. Hát gì đó. Ánh mắt yêu thương đã trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghỉ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. À gì đó. À gì đó lớn lắm. Nói đi. 2, 3. À giờ đây rồi. Rồi bây giờ mình có chuẩn bị gì chưa? Hồi nãy em nghe bạn nói là khoảng 1-2 năm thì em thấy thời gian như vậy cũng phù hợp với em. Dạ. Nói chuyện muốn lấy liền được không? Cũng muốn lấy liền không? Tìm hiểu đó anh, trời. Tìm hiểu đó anh Quỳnh Linh. Quan điểm tình yêu hôn nhân của bạn như thế nào? Anh thì lúc nào anh thì anh nghĩ là người đàn ông nếu mà nhường người phụ nữ, người vợ của mình nhiều hơn á thì mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Em thấy sao? Dạ em thích á. Thầy nhường là thích rồi. Nếu mà gặp vợ á mà nóng tính quá, lỡ đánh mình thì sao? Dạ chắc không quá đâu anh ơi. Ví dụ là lỡ đánh thì sao? Lỡ đánh thì nhường luôn. Dạ nhường, bữa sau người ta thấy đánh vậy người ta sai, người ta sửa từ từ. Bữa sau người ta đánh nữa thì sao?
Từ từ góp ý. Nữa hả? Ừ, dạ. Góp ý nữa hả? Dạ. Ủa sao đánh nữa thì sao? Nếu mà số mệnh đó như vậy thì phải chịu rồi thôi. Thôi, cô suy nghĩ nhé. Lấy liền. Mà đừng có đánh người ta nha. Trời ơi, số phận đã như vậy thì cũng phải chịu. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, cái gì mà khổ vậy trời. Suy nghĩ cho kỹ rồi bấm nút nha. Bấm nút về thì nhiều khi bị đánh đó. Một. Hai. Lấy đi em. Ba. Cảm nhận của bạn về ảnh như thế nào? Tại sao bạn lại đồng ý nhấn nút? Dạ, hiền vì ăn hiếp. Tại dặn là không có được ăn hiếp người ta rồi hà. Còn bạn trai thấy sao? Bạn nói nhiều bạn lên thì em thấy... thấy vui. Dạ. Vui đâu. Giờ xin vợ nắm tay cái rồi ai giờ đây rồi cái đi rồi là mình xuống đó. Mình xong đó. Phải nói thì sao người ta mới đưa tay ra chứ. Lớn lên. Sao? Thiệt tôi muốn đi. À, bây giờ đây rồi. À, giờ đây rồi. Nói từ đây dưới luôn. Chúc mừng hai bạn. Đây, chúc hai bạn đi coi phim vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả. Rồi nắm tay vợ. Mười cây, em mời tỏ. Ai tỏ hả? Dạ. Hỏi tên ba má con biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ai tỏ luôn á. Mày vô duyên gì trời. Dạ. Đừng có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Lớn lên, thằng gái lớn lên. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Chào bạn. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Dạ. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào bạn Nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi. Em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai? Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở dưới quê, xa quá. Dưới quê, ở đâu, lấy chứ không lấy dưới quê, bỏ người ta dưới quê. Quê đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em hơi nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ đúng rồi anh. Không nhanh, không kịp luôn rồi đó. Chậm chậm, tình yêu thì phải nói chậm chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa. Nên là em muốn quen một bạn nào đó gần và có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân. Em ở một mình là em dễ khóc, em dễ tủi thân lắm. Đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. À, vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Anh em Đắk Lắk quê rồi. Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m6 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới tới. Em biết. Em cao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58-60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bi-a. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về đặc xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn?
Dạ có. Em không thấy không hút. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Hứa với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa gói trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tao bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tĩnh một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em mà nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cái lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị. Sao em không nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy em kiềm chế cũng được, sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản tính một chút, tương lai có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói vậy thôi. Em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi em có biết hát hò gì không? Hát thì vui vui thì nghêu ngao thôi chứ em không có biết. Rồi giờ nghêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghêu ngao mà vui nha. Thôi. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát dưới cười. Cười ủa gì kệ, nó cười kệ người ta. Cứ hát. Rồi. Bắt đầu. Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Em ơi lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Wow. Hát câu nữa tôi khóc luôn á. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ bây giờ nhìn rất là có duyên. Có em duyên. Hát ta cười là có duyên rồi đó. Nói nghe nè, đeo vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À. Ủa lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay. Ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á, đeo vòng này cuối năm nay lấy vợ cho thằng lành. Chừng nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi, cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. Nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Làm sao? Sao ông nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì nào cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho anh ít. Ba má em nói mượn. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng xong đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu, tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không, này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc lý tình. Không phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không, người ta khi hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích vậy đó. nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài. Cảm ơn nghe. Dạ. Rung quá, làm rung quá rồi. Bây giờ ngồi rung quá rồi, rung rồi. Rồi dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một lúc một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành,
Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó, thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bay sao được em? Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Bạn trai này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì chồng trụ cột vậy. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúng lắm. Tại vì em đi mưa lại cảm cúng mà, nên là thôi. Thôi vậy thôi, cái đó khó quá, bỏ qua dạ, ha. Dạ bỏ qua. Khéo màn lên. Chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu. Gặp. Em chào anh. Gì vậy? Gì? Đó. Gì? Dạ cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn anh lên chi nhìn hoài vậy? Cảm ơn. Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngày đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi, hai ba. À, món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi. Đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở, anh đó, anh ở huyện nào anh? Cà Rông Năng. Cà Rông Năng cái nào anh? Gần cầu Phú Sơn á. Coi chừng bà con nha. Cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con coi, cô có biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Tó luôn á. Vậy vô duyên vậy trời. Dạ. Đừng có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có gần yêu cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi. Thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Được. Tiếp đúng rồi. Ừ là cái gì? Nói dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh nó anh rụt rè anh hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy quỳ xuống cầu hôn cái cho thôi khỏi anh ơi. Hồi qua anh ấy khó quá. Nói gì đi. Anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em. Còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được. Nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em phải hát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Hai. Một. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Mừng không? Nắm tay cô cái đi.
Không thể đi. Không, không má dạ, dạ, được rồi. Xin về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. À, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Nào, bây giờ ta dẫn đi xem phim nữa các bạn. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại tự tin. Thứ về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6, ăn mặc hiện đại. Dễ thương quá cặp này. Cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời ngồi. Dạ Linh, đâu có ai không ạ? Mình có thể giới thiệu sơ nét về mình cho cô gái bên kia được biết. Chào quý vị khán giả. Chào chị Tường và anh Linh. Mình tên là Huy Long, đang là kiến trúc sư, hiện công tác ở Bình Dương. Long bao nhiêu tuổi? Bí mật tí được không chị? Rồi thôi, người ta muốn bí mật mình cứ cho người ta bí mật đi. Dạ. Rồi tới phiên em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Khu Thị Diễm Thúy. Năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang 27. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh sản phẩm những cái mặt hàng cho em bé đó chị. Hả? Quê em thì ở miền Tây là Miền Tây ở chỗ nào em? Ở tỉnh Cần Thơ chị. Cần Thơ. Dạ. Còn anh là quê đâu? Mình gốc Đà Nẵng. Và làm thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 17-18 năm. 17-18 năm thành phố mà chưa tìm được một mối tình nào cho mình để mình có thể chung họ đi suốt cái con đường đời này hay sao? Dạ. Lúc đầu thì có thể là kinh tế nó chưa khống chế được tình yêu. Lạ quá nha. Sau này thì cũng đi làm, công việc áp lực thì cũng có ít. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì cũng chưa có gọi là mối tình. Nhưng mà hồi cấp 3 cũng có một mối tình. Nhưng mà bạn đó lại đi nước ngoài. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là kinh tế bạn đã khống chế được tình yêu chưa? Em nghĩ là được á chị Từ. Rồi, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì em có thể là nấu ăn được, chăm sóc gia đình, có thể giữ tiền được. Khuyết điểm của em thì chắc là hơi cầu toàn một chút. Nhiều lúc thì do suy nghĩ của em thôi, chứ thực tế thì không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ mình đều muốn nó hoàn hảo. Dạ đúng rồi. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 3 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất thì chỉ là tuổi học trò thôi nên không sâu sắc. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách nên tụi em chia tay. Mối tình thứ ba thì bạn của em phải đi tu nghiệp ở nước ngoài á. Vậy là cũng xa cách luôn. Dạ đúng rồi, nên tụi em chia hai tay. Hai người cũng giống nhau nha. Bạn muốn tìm người yêu như thế nào? Nếu mà chiều cao thì 1m65 trở lên thôi. Công việc ổn định, biết chăm sóc cơ thể, thích tập thể dục hoặc là chơi thể thao gì cũng được. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì hạn chế một chút. Dạ, không có gia trưởng. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại, tự tin, đi làm nhưng mà cũng phải biết cách chăm sóc gia đình, quan tâm gia đình một chút. Rồi, nãy cô gái đó nói vậy thì anh thấy sao? Tương đối là hợp ý của mình. Hợp ý với mình đúng không? Anh thích tìm một người phụ nữ như thế nào? Chứ về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6. Tính tình thì tự tin, giản dị một tí. Rồi. Đặc biệt là không có chi ly quá trong vấn đề là chi tiêu. Không có cái gì? Không chi ly á. Không có chi ly, tính toán nhiều quá chị. Thế mạnh của anh là gì? Thích các cái đồ điện tử, vẽ đẹp. Đúng rồi, chú sư vẽ đẹp rồi. Rồi anh có điểm yếu gì? Điểm yếu là bụng hơi đùi tí. Cũng hay để ý ăn mặc này kia đó. Anh thích người phụ nữ ăn mặc như thế nào? Ăn mặc thì nói chung nó hợp với hoàn cảnh thôi. Mình thì mình thích là nên ăn mặc hiện đại. Hiện đại. Trẻ trung. Dạ. Anh đang chuẩn bị vẽ cái gì? 27 là sinh năm mấy anh Linh này? Em sinh năm mấy Cương? Dạ em sinh năm 89. 89 tuổi con rắn. Được không? Dạ không sao, em thì không quan tâm tuổi lắm. Hỏi để em có cái mục đích riêng. Để vẽ hình con rắn tặng người ta hả? Sao chị biết? Tại chị tuổi rắn. Ủa tuổi trưởng rắn hả? Rồi để em vẽ chị. Lớn hơn con giáp. Giờ mình lấy nhau mình có nhà cửa ở chưa? Dạ căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Rồi bây giờ mình vẽ cái gì, vẽ cái đi. Chị Tường thấy sao, ví dụ khuôn mặt hay là da? Tròn tròn màu bệnh. Da trắng sáng. Tóc dài thắt bím. Tóc dài. Đeo mắt kiến cận giống bạn. Đeo mắt kiến luôn. Đúng rồi. Bầu bầu đúng không chị? Mặt tròn trịa, thon gọn, xinh xắn, le lưỡi phùng mang.
Còn bà nhẽ sao nhìn thấy ghê vậy? Nhìn chỉ đóng đu đi bon quá nhỉ. Hơi sexy chút. Sexy à chị? À, thích sexy. Lưu anh Linh ngồi đây sao biết sexy? Đoán. Hay quá, kinh nghiệm. Ok. Rồi đi đây tôi giữ luôn cho. Dạ giữ tới giờ rồi đó. Chờ chút xíu anh qua anh coi coi cái hình này thế nào nha. Trời ơi, dễ thương quá. Chắc hình không? Em không dám xem hình đâu. Không dám xem hình đó. Đây nè. Giống không? Sao anh không cho em xem quá? Em xem thì em đánh giá coi như thế nào nha. Bắt đầu. Trời ơi. Ha, được không? Thấy nó khủng hoảng hay là nó... Dạ đúng rồi. Hả? Tranh biếm họa. Thôi đây cũng là cái ấn tượng ban đầu ha. Này người ta dạ. Tưởng tượng thôi, ta có dạ. Thấy em tưởng đâu tưởng thôi. Em cũng vẫn cảm ơn đầu tiên có người bán đẹp như vậy. Anh thích người lớn tuổi hơn mình hay người bằng tuổi mình? Cái tuổi thì em giới hạn thôi, nhưng mà do tính cách, do con người nữa. Nhưng mà ngoại hình thì nhìn không có phải là già lụm khủng lắm. Anh cũng già đi lụm khủng mệt á. Em có biết vẽ ảnh lại không? Thấy vậy thôi. Dạ không đâu chị ơi. Em đánh giá bức tranh này mấy điểm? Em cho bức tranh này 4 điểm. 4 điểm là rớt rồi. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ mình đi với anh Nguyên là bạn từ hồi cấp 2. À. Riêng về bạn Long á, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý, nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long sẽ cảm thấy phù hợp. À, bạn gái đưa hình cho người thân mình coi sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. À, theo em thấy thì cái anh bên đây á, đúng là người cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định, thì bạn em xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37-38, không biết đúng không. Em thấy thì anh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Thấy đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó có chịu không vậy đó em. Rồi, cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai gặp mặt đi. Bây giờ nói qua nói lại. Rồi, kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ, có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ, à, chào Tuy. Dạ. Các cô được lần đầu là biết em. Dạ. Mày chắc bị chơi luôn. Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó. Nếu mà mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tặng cái hộp này cất rồi mai mốt rồi hẹn hò đó, yêu nhau rồi. Cái anh cứ việc anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn. Bỏ vô đó. Bỏ vô. Dạ. Vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Thì đúng. Nè bây giờ chị 39 tuổi đó. Chị đón ảnh đi nhiều. Thôi nữ với nam mà chị. Anh lên đi. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. 79 là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á là nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau vì gì? Có thể là nhiều tình. Tình trí, tình bạn, tình vợ chồng, đồng đội. Từng giai đoạn vậy tư. Cũng lạ nha. Em thấy cũng lấy lạ. Trong khoảng khắc nhất định thôi. Còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Dạ, chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À, anh không hứa. Cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Không phải, vấn đề là mình làm thôi, chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẻ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Anh thích nhất là cái nụ cười tươi. Dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Thì anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em mà em còn trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút. Còn nếu em mà không bấm thì anh có anh bấm giùm. À.
Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Đúng rồi, chúc mừng. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ, em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như các bạn tiến tới Hùng Nhân. Rồi, vậy cùng khuyết điểm. Ham ăn, ham ngủ, ham chơi. Dạ, em cảm thấy rất là hợp, tại em y chang. Ôi trời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời chàng trai bước ra. Chào bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả có mặt trong trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Duy. Hiện tại là em 26 tuổi. Làm gì? Dạ, em đang tập làm ông chủ nhỏ. Có nghĩa là phụ giúp gia đình kinh doanh. Thanh Duy ha. Thanh Duy. À, và bây giờ mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào ông Quỳnh Linh và chào tất cả các bạn. À, rất là dễ thương ha. À, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Thị Bích Liễu, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em đang là nhân viên tiếp tân. 27 tuổi? Dạ. Ủa, nãy bên kia nhiêu tuổi anh Linh? 26. Nhỏ hơn tuổi, bạn có vấn đề gì không? Dạ không chị, tuổi tác không thành vấn đề. Hiện tại công việc mình như thế nào? Dạ, em làm nhân viên tiếp tân ở phòng khám răng hàm mặt đó chị. Thì công việc của hàng ngày của em là tiếp xúc với khách hàng thì mình sẽ tư vấn. Ví dụ trồng răng hay chấm răng gì đó. Dạ. Hôm nay mình gặp toàn những người phụ nữ lanh không à. À, lanh như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy mà tại sao lại chưa có bạn trai? Có thể là do cái tính tình của em á, nó trẻ con với lại em ham vui, ham chơi. Nói chung là tính lúc nắng lúc mưa vậy á. Lúc thì âm u, có giông bão bất ngờ. Nên có thể là chưa có ai chịu nổi cái tính tình của em. Ưu điểm của bạn là gì? Em nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, vậy cùng khuyết điểm. Ham ăn, ham ngủ, ham chơi. À, em xài giờ dây thun á. Thí dụ bạn hẹn 7 giờ thì khoảng 7 giờ 10 em mới tới. Có 10 phút được, chấp nhận được. Bạn nghe bạn Bích Liễu nói về bạn cảm nhận gì? Dạ em cảm thấy rất là hợp, tại em y chang. Ôi trời. Bạn y chang vậy hả? Dạ. À, nãy bạn nói bạn kinh doanh. Dạ. Chuẩn bị làm một chủ nhỏ. Dạ. Kinh doanh về gì bạn? Dạ, kinh doanh về súp cua dành cho học sinh ăn. Bạn có đi chợ không? Dạ cũng có đi theo mẹ đi chợ vài lần. À, rồi về nhà nấu, à, bạn nấu ai nấu? Dạ mẹ nấu. Rồi bạn làm gì? Dạ em đứng phụ. Bạn có hâm mộ ai bên Hàn Quốc không? Sao giống vậy? Dạ không. À, 26 tuổi cũng dễ thương thế này ha. Có nghề nghiệp ổn định như vậy. Tìm một người yêu cũng đâu có khó đối với bạn đâu. Bản chất em cũng trẻ con như bạn bên kia quá. Cũng lúc nắng lúc mưa. Rồi thường thì chỉ ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Hiếm khi ra ngoài bởi cũng ít tiếp xúc với các bạn nữ. Vậy cũng thành thế. Hai người nóng nảy hết, mưa nắng bất thường rồi về hai người mưa rồi bão, không ai nhường ai hết rồi sao? Dạ thì nếu bạn này mưa thì em nắng, còn nếu bạn này nắng thì em mưa, vậy đều. Sở thích của bạn là gì? Cái này là em nói nhỏ cho chị Cát Tường nghe thôi, nhưng mà chắc nhiều người biết quá. Sao? À, em rất là thích uy hiếp người khác. Ví dụ như một bạn nào đó mà vô tình để cho em biết được cái bí mật của bạn đó là bạn đó sẽ mệt mỏi với em. Trời đất ơi, mình uy hiếp ta mình làm gì? Ví dụ như cái bạn đó thích một bạn nữ trong nhóm của em đi, nhưng mà bạn đó không dám nói. Cái mỗi lần đi chơi chung mà bạn đó hay làm em bực mình hay gì đó. Giờ sao lỡ nói nha, lỡ nói nha. Cái bắt đầu bạn nó năn nỉ em. Uy hiếp là vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy cũng bí mật đó. Tôi tưởng đâu là canh hình ta chụp hình mới mốt là tống tiền hay là cái gì. Bạn có tật xấu gì không? Dạ có. Em thấy trẻ con quá. Với bảo thủ. Cũng còn ham mê xem phim hoạt hình. Rồi cũng còn thích chơi đồ chơi. Bởi thành ra thì thấy cũng không ổn. Dạ đồ chơi lắp ráp. Banh đũa hả? Có chơi banh đũa không? Dạ không. Rồi bảo thủ là như thế nào? Dạ cái ý kiến của mình đưa ra thì mình luôn giữ cái lập trường là ý kiến của mình đúng. Đủ nửa vợ không đồng ý thì sao? Dạ mốt có vợ em sửa. Sửa được không? Dạ được. Tiêu chí của em chọn bạn đời như thế nào? Đặc biệt là phải sinh sống ở Việt Nam, không có ý định đi ra nước ngoài. Ủa là sao không? Dạ tại vì hai mối tình trước của em là kết thúc là một cách lãng xẹt là do hai bạn gái đó đi định cư nước ngoài hết. Bởi đặc biệt là bạn gái bây giờ là... Hỏi liền không? Có đi nước ngoài không đúng không? Dạ. Rồi, điều thứ hai. Dạ thì dốc dáng thì nhỏ nhắn thôi. Tính cách thì có những cái suy nghĩ chín chắn để bù lại sớt che lại cho em. Và phải là đặc biệt là thích nấu ăn.
Bạn kia thích nấu ăn nhưng mà hơi cũng nít. Rất là ngon luôn. Em nấu ăn rất là ngon anh. Vậy mình thích bạn trai mình. Bạn trai của em thì thứ nhất là phải cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Em thích đẹp trai, em rất thích những người đẹp. Tính tình thì khi đụng chuyện thì mình phải chín chắn. Anh đó biết nấu ăn là coi như em chịu rồi. Đặc biệt là cái món súp, em rất là thích ăn súp. Có cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Không thích bạn trai thì có râu quai nón, thì răng thì hô. Em không thích răng hô nha, nhưng mà em thích răng khểnh. Đó, thấy có người bực mình rồi đó, chắc có người sắp vén màn qua coi mặt rồi đó. Đã cho anh Nguyên lên. Nó đúng không vậy đó hả? Tại sao không thích râu quai nón? Dạ. Nói chung nhìn râu quai nón thì nó dữ lắm, nhưng mà đặc biệt ngoại trừ anh Nguyên Linh thì nhìn rất là dễ thương. Phải không? Dạ. Khoái đẹp trai hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như gặp cái người mà không được đẹp lắm thì... Đẹp vừa vừa anh. Còn quyết định không lấy xấu hả? Dạ. Quyết định vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Anh đây xấu quá. Không, em nghĩ không xấu đâu. Em nghe cái giọng nói là em biết chắc cũng có dễ thương rồi đó. Rồi sao thì, hay vậy? Liên quan tới cái mặt. Dạ, thì theo cái kinh nghiệm sống ít nổi của em thì mấy người nói chuyện dễ thương á thì thường cái ngoại hình người ta cũng rất là dễ thương. Chưa chắc à. Chưa chắc. Không, để một lát em gặp ảnh đi rồi em sẽ biết được cái chưa chắc hay là chắc rồi. Rồi, anh thích ăn súp cua luôn. Dạ đúng rồi, em có thích súp cua. Nghĩa là hiện giờ trong người bạn có hy vọng gì ở bạn trai bên kia không? Dạ có, em rất là hy vọng chị. Rất hy vọng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tôi mong rằng là sự hy vọng của bạn sẽ dạ. không có bị thất vọng nha. Dạ. Còn có điểm nào không thích ở người đàn ông nữa không? Trừ cái râu quai nón. Cái tính gia trưởng chị. Ở bển nói là bảo thủ nhưng mà đừng có gia trưởng. Ví dụ như không có áp đặt. Không có suy nghĩ áp đặt người khác. Ví dụ như em thích làm cái này nhưng mà ảnh lại nói là ừ làm này không được là em không chấp nhận. Sao hai người này nhỏ mà trẻ mà ai nói chuyện già cho vậy? Em đi đến đây với ai? Dạ em đi với cháu của em. Chào cháu. Cháu thấy chú bên kia sao? Đẹp trai không? Dạ cũng có đẹp nhưng mà không biết phù hợp với gì hay không. Tại vì tính gì thì nó rất là trẻ con với lại người chuyên gia thích đẹp và thích sạch sẽ. Ủa anh bên không sạch hả? Ý em nói này dơ hả? Dạ cái này thì chưa biết tại vì phải tiếp xúc nhiều với lại nói chuyện nhiều thì mới biết. Em có đi với người thân không? Dạ có, dạ em đi với em trai của em. Em trai? Dạ em chào với cái tường. Ủa đẹp trai mà. Đẹp trai, trắng trẻo, trắng tươi. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 76. Cao mét 76, đẹp trai, sạch sẽ mà. Cháu thấy sao vậy cháu? Em trai, em thấy chị gái bên kia sao? Dạ em thấy là chị gái bên đây rất là hợp với em trai em. Hợp là hợp chỗ nào? Tại vì chị gái bên đây rất là thích những người sạch sẽ thì trong gia đình em thì anh trai em là sạch sẽ nhất. Em thấy chị bên đây làm chị dâu của em được không? Em thấy khá là được. Tại vì nhà em ai cũng nói nhiều nên có chị đó vào thì nhà sẽ vui hơn. Thấy em trai thấy sao? Dễ thương chị. Bây giờ giọng nói nè, nghe rồi nè. Dạ. Em trai thấy rồi nè. Dạ. Giờ tưởng tượng, nhắm mắt tưởng tượng lại là cái anh bên này khoảng được bao nhiêu điểm? Chung là chắc 9.5 chị. Trời ơi dữ vậy, bà này mê trai quá. Rồi, mình kéo màn lên đi, còn mấy điểm. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau, cảm nhận và quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Có duyên hay là không có duyên. 2 phút, bắt đầu. Dạ, chào anh. Mình không muốn quà gửi tới bạn. Dạ, cảm ơn. Nhà anh thì ở đâu anh? Nhà mình thì ở quận nhất. Quận nhất. Em thì ở Bình Chánh. Có thấy khoảng cách vậy là sao không anh? Không sao đâu, có xe mà mình cứ chạy thôi. Dạ rồi. Cho em hỏi là sau này thí dụ như cái thời gian mà hai đứa đều bận hết á thì anh sẽ làm gì để bạn gái không có cảm giác là bạn trai mình không có quan tâm hay là gì á? Thời đại công tin rồi thì mình có điện thoại mình nhắn tin, còn thôi mình lên mình chat Facebook. Dạ. Cũng được. Dạ. Còn nếu mà cố gắng thì cứ mỗi tuần gặp nhau 15 phút cũng được. Cố gắng gặp nhau, nhìn mặt nhau rồi chạy về cũng được nữa. Nói chung là em là thích rồi đó. 9.5 hay em hay là cho 10 luôn? Dạ bây giờ chắc là 9.75 đi chị. Còn 0.75 thì đợi sau khi mà bấm nút thì biết. Nãy là mình nghe bạn nói là bạn nấu ăn rất là ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy nếu mà sau này muốn làm cho bạn lên làm bà chủ thì bạn có chịu không? Dạ chịu chứ anh. Nói chung là cái gì chủ là em chịu thôi. Chủ gia đình ha, chủ nhà gì cũng được, miễn sao có chủ là được rồi. Chủ nợ được không? Dạ được anh. Coi như em là chủ nợ, còn anh đó là con nợ của em. Ủa thường chủ gia đình là đàn ông chứ. Ông hay bà gì cũng được chị. Ai làm chủ miễn sao lo cho gia đình mình tốt là được rồi chị. Em hỏi vấn đề. Ví dụ như ngại chuyện lớn tuổi hơn hay sao? Bây giờ là mình lớn hơn 1 tuổi đó thì có vấn đề gì không? Đâu có, mình thấy bình thường à. Nhìn bạn đâu ai đáng được 27 đâu. Nhìn bạn cỡ là 23, 24 là cùng. Dạ. Sung sướng trời ơi, sướng quá trời.
Hết thời gian. 2 phút cũng đủ để kiểm định lại cái cảm xúc của mình như thế nào, suy nghĩ thật kỹ nha. Bây giờ mình nói chuyện vui với nhau, hiểu nhau, nhìn nhau. Và bây giờ chúng ta phải quyết định, phải có sự suy nghĩ chín chắn các bạn nha. Nói chuyện có thể vui, có trẻ con trong tình yêu, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. 3 tiếng đếm những khoảnh khắc đầu tiên dành cho hai bạn. 3 2 1. Cảm giác sao bạn gái? Em rất là vui ạ. Mình nắm tay nhau một cái đi. Mình trẻ mà, chị mình hôn em cái đi. Bình thường mình làm chị khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Hôn em cái đi. Thôi, cao hơn thì hôn em đi chứ em đó, không giới tới vậy. Giờ mình đang thanh niên. Chúc mừng hai bạn. Dạ rồi. Đây. Đây là cái cặp vé xem phim chương trình gửi tặng cho hai bạn nha. Dạ. Chúc hai bạn có một buổi xem phim thật là vui vẻ. Dạ. Cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã tạo cơ hội cho tụi em được tìm hiểu nhau. Chúc mừng hai bạn. Rất là nhát gái. Rất là nhát gái. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? 4 mối tình rồi. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên ổng nhát mà 4 mối tình đó. Mà mối tình có 2 tháng thì... Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần nữa. Dạ, hình mẫu lý tưởng đó với người bạn trai là giống Sinh Hai Dương đó chị. Thích Sinh Hai Dương đó chị. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Wow, đây đây em. Mời anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào bạn nữ bên kia. Và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đào Nhật Tân. Em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Tân 26 tuổi làm gì Tân? Công việc của em là tài xế xe cứu hộ. Rồi còn em giới thiệu đi. Chào quý khán giả, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Và em bạn trai ngồi bên kia. Em tên là Bùi Ngọc Diệu, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng về quản lý đơn hàng. Em có thể nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em rất là yêu thích nghệ thuật. Rồi em hay bao dung, tha lỗi cho người khác và thích làm việc thiện. Và em rất là biết nấu ăn nữa chị. Biết nấu ăn hả? Dạ, biết nấu ăn, biết đó. Chút rồi chị. Vậy hả? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em đó là dễ tin người. Và em làm việc gì cũng chậm hết. Tại vì em quan niệm chậm mà chắc. Chứ mỗi khi mà em có một cái thói quen xấu đó là mỗi khi mà em thèm ăn cái món gì là em ăn cho đến khi nào nó ngán thôi, bỏ luôn, không ăn nữa. Vậy đó hả? Ồ. Mà bạn trai, em ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Ừ. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng. Có gì nữa? Rất là nhát gái. Rất là nhát gái. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? 4 mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên là ổng nhát mà 4 mối tình đó. Rồi mối tình có 2 tháng. Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần nữa. 4 mối. Càng ngày nó sụt xuống còn bao tuần rồi. Còn em? Em trải qua 2 mối tình chị. 2 mối tình? Dạ, mối tình thứ nhất là ở hồi sinh viên, mối tình thứ hai là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là yêu lúc 22 tuổi. Dạ. Được, yêu được mấy năm? Dạ, yêu được gần 1 năm chị. Gần 1 năm, lý do sao chia tay? Dạ, lý do là bạn đó không tôn trọng mẹ em và mẹ em không thích giữa bên hiếu bên tình thì em chọn bên hiếu. Đúng rồi, không tôn trọng mẹ là không có được. Không tôn trọng, không tôn trọng ha. Dạ. Còn em 4 mối tình sao chia tay vậy? Em làm quen tìm hiểu mà thấy không hợp. Mối tình tuần mà sao mà biết không hợp? Nói chuyện thấy bạn đó nói chuyện với lại nó xăm mình không thích. À, xăm mình là chia tay luôn hả? Trời ơi. Nhưng mà hai bạn còn trẻ quá mà sao hai bạn đã vội vã phải tham gia chương trình vậy? Dạ, tại vì em á thì bản thân em là do mẹ em cũng lớn tuổi rồi, mẹ em gần 60 tuổi rồi nên mẹ em muốn em kết hôn sớm để mẹ có cháu bồng nên em cũng tranh thủ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, mẹ nôn có cháu dữ vậy. Dạ, đúng 60 rồi. Còn trẻ lắm mà. Trời ơi. Bên kia là nôn, bên này có nôn không?
Dạ có anh. Ai nôn? Mẹ nôn. Mẹ em nôn luôn. Trời ơi, mẹ nôn luôn vậy hả? Là bên hai bên mẹ nôn không mà hai đứa nhỏ chưa nôn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Một bạn gái biết lễ phép, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Em không thích ở điều gì ở bạn gái? Em không thích bạn gái xăm mình, nhõng nhẽo. Sao mình có bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bên bạn trai bên kia? Dạ em nghĩ là khoảng 80% á. Dạ. Đúng không? Chị thấy gì đó. Ừ. Dạ. Còn em sao, cái hình mẫu lý tưởng của em đối với người bạn trai? Dạ hình mẫu lý tưởng đối với người bạn trai là giống Sinh Hai Vun đó chị. Thích Sinh Hai Vun đó chị, đờn đờn với hát này nọ. Và bạn trai em là biết tôn trọng người lớn với ca lăng là được rồi. Vui vẻ thì giống ai, giống rồi. Ai mà đờn hát thì chưa nghe nè. Sinh Hai Vun đó chị. Ô Sinh Hai Vun. Dạ. Là một tài tử người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Sinh Hai Vun để coi nè. Chào cưng. Em tự thấy mình giống Sinh Hai Vun không? Em có biết Sinh Hai Vun là ai không? Em không có coi nhạc Hàn Quốc nên không. Mà em không biết người đó luôn đúng không? Dạ không. Chị còn không biết nữa sao em biết? Thôi bỏ đi ha. Dạ. Mà em có thích nghệ thuật không? Dạ có. Em có tham gia nghệ thuật bao giờ chưa? Hồi xưa em lúc năm 2015 em có đi đóng phim, phim truyền hình. 2015 mà đóng phim hả? Phim gì vậy? Em đóng vai nhỏ nhỏ bên Cách Ca Đơ. Là vai gì? Vai nhỏ nhỏ là vai gì? Vai công an bên bộ phim Canh Bạc Cuộc Đời tập 36. À, như vậy là cũng đã tham gia nghệ thuật, cũng đã đóng phim. Được rồi em, cái Sinh Hai Vun nó ở xa lắm em ơi. Kiếm cái người kế bên mình nè ha. Nè ha. Dạ còn không giống anh Quyền Linh vui vẻ như vậy. Giống Quyền Linh kiếm không có ra đâu em ơi. Việt Nam có một người một à, không có kiếm được. Anh này anh dễ thương anh luôn á. Có vẻ bự bự hơn anh á. Tròn mũm mỉm cũng giống á. Nhìn cũng được lắm á. Ở bên kia yêu cầu giống giống Quyền Linh rồi. Thấy giống không? 80%. 80% giống Quyền Linh. Thấy giống có cái tóc rồi đó. Quăng quăng. Trời ơi, thằng gái xinh dữ vậy trời. Xinh lắm luôn nè. 24 tuổi có tin nổi không? Quá trời trẻ luôn vậy đó. Ví dụ giờ đàn trai chịu rồi cưới liền được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ tiến tới luôn. Thì bây giờ ba mẹ đang hai bên đều đang nôn nao cái chuyện đó. Làm dâu được không? Dạ được luôn anh. Trời ơi sao nó giỏi dữ trời. Em hình dung cái người bạn gái bên đây sao? Nghe qua giọng nói thì em thấy là bạn gái này lễ phép với lại tùy mị. Thôi khỏi còn hình dung hồi tưởng tượng đẹp đó. Không? Hết hồn. Tưởng tượng đẹp không? Chắc đẹp cũng cỡ Ngọc Trinh. Bạn này rất là dịu dàng. Một kiểu khác nữa. Không, bạn này ngọc nữ. Bạn này là trong sáng. Bạn này là một cái vẻ rất là tinh khiết. Thấy không? Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, bạn thân chị. À chào chú Quyền Linh và dạ. Chào MC Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả ở trường quay hôm nay đã cũng tổ chức cái chương trình này cho con của dì lên để nó kiếm bạn trai lý tưởng đó mà. Dạ, dạ. Thì cũng cầu mong cho cháu được sớm lập gia đình. Tự mình nay già quá rồi cũng không muốn cho nó để trễ như mình rồi đó. Mình nói chung lấy chồng trễ á. Nên giờ con nhỏ xíu mình già hằng vậy nè. Trời ơi đâu ra mình có 60 tuổi mà mình già. Không có, nó nói lộn á, 65. Trời ơi, nó cứ nói mẹ lên truyền hình đầu tiên á, cuộc đời mẹ, mẹ diễn cho con đi. Mẹ làm cho trẻ ra đặng cho ba mà có coi cái chương trình này ba lé mắt luôn á. Chứ ba bỏ mẹ lâu quá rồi. Nó nói vậy á, bỏ hồi lúc còn nhỏ luôn. Còn có mình mẹ nuôi thành ra thương lắm rồi cứ chùm chùm giữ ốm riết cái thành ra cứ đi làm về nhà nên nó ế. Ế đâu mà ế, nhỏ mới 24 tuổi mà ế cái gì. Mà thấy nó không có quen ai hết trơn rồi. Nó cứ quen tầm bậy tầm bạ trên mạng rồi sợ quá đi. Nên giờ cứ kiếm ai mà chương trình, quý chương trình mà tôi chọn cho nó một người mà nó tốt, nó hiền, nó lo làm ăn là được rồi. Dạ. Mẹ thấy cái bạn này sao? Cái bạn này cũng được, hiền mà nó cũng lễ phép á. Nó cũng thương người già, thấy mặt rồi làm cứu hộ mà tất nhiên là có tâm. Nên cũng được, hơi kệ nó cho nó sáp vô luôn đi kệ nó vậy. Rầu lắm rồi. Mẹ dễ thương quá ha. À, rồi mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ nữa hả? Trời chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả, chào bên nhà gái. Thấy con dâu tương lai sao nè? Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương, cũng hiền. Hai đứa con cho nhau cơ hội đi tiến tới để mà mẹ đồng ý không? Nói nghe nè, mẹ này nói chuyện với mẹ kia xí đi. Đúng rồi, đàn trai nói đàn gái xí đi. Thấy hai đứa nhỏ thì nó cũng xứng đôi thôi, rồi cho nó bấm nút, nó hẹn hò, cho tìm hiểu.
Rồi, hai bà Xui. Cảm ơn hai bà mẹ. Coi như là lần đầu tiên ôm nhau cái coi, hai bà Xui ôm nhau cái coi. Tình chị em với nhau mà, đó, trời ơi. Cưng quá trời của đất luôn. Rồi, tôi mở rào đi. Rồi, mở rào. Thì được rồi ha. Hai bên chứng kiến rõ ràng rồi, bây giờ mở rào coi hai đứa trẻ tâm sự, nó hiểu nhau, nó bấm nút luôn. Mở rào. Ăn cái gì nè, đó. Bây giờ em nhận bên đó trước đi, bên gái nhận. Dạ, em cảm ơn. Đây là anh tặng em con heo đất này là để khi chúng ta quen nhau thì chúng ta sẽ nuôi nó, chừng nào mà thấy thì chúng ta sẽ lo cho tương lai của chúng ta sau này. Dạ, em sẽ cố gắng. Em cảm ơn. Còn cái kia là gì? Cái kia là gì? Cái này là quả cầu tuyết để chứng minh tình yêu trong sáng của anh dành cho em. Em tặng anh cây xương rồng, bởi vì cây xương rồng nó rất là dễ chăm sóc. Anh chỉ cần để ngoài mưa ngoài nắng gì nó cũng vẫn sống. Và nó cũng giống như là em lặn lội đường xa đến đây, giải dầu mưa nắng gió gì để đến gặp anh. Hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Rồi đây là gì, đây là gì? Còn cái này là bức tranh em vẽ tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ồ vậy đó hả? Bạn này bạn dễ chứ. Ông Mai bà muốn Quyền Linh không chứ? Thấy rồi. Ôi ơi cưng quá à. Cảm ơn em nha, dễ Quyền Linh đẹp hơn Hồng Vân. Không, Hồng Vân giống hơn Quyền Linh. Mà chứ em dễ đẹp đó. Dạ em cảm ơn. Rồi, mình hát bài tặng bạn trai coi nào. Em sẽ hát tặng bài hát là I Love You More Than I Can Say của ca sĩ Lê Si. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you just much more. Oh, oh, love you more than I can say. Wow, wow, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be very sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. I love you now, I need you so. Only to me you got to know. Do you want to miss me right? Am I just another try? Xin hát không? Đây, giờ em hát bài đáp lại đi. Em xin hát tặng bạn gái. Bà hát được tên hát trước biết sau. Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi chào em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sâu lắng, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Rồi, bây giờ cảm nhận về cô gái đối diện thế nào? Em cảm nhận bạn gái là bạn gái dễ thương, nói chuyện lễ phép, dịu dàng. Đẹp không? Đẹp. Dạ, em cảm nhận là giống anh Quyền Linh. Giống anh Quyền Linh hả? Bạn hiền, cũng đẹp trai, cũng phong độ. Dạ. Hôm nay là đáng lý tại vì em chưa có biết anh như thế nào nên chưa thể dễ chân dung anh được. Nhưng mà sau khi tìm hiểu em sẽ cố gắng nhớ anh và khắc ở trong đầu để dễ anh. Cảm ơn em. Dạ. Em có hay ghen? Dạ, ghen thì em cũng ghen nhưng mà có mức độ nào đó thôi, ít chứ em không phải là cái gì cũng ghen hết. Dạ. Nói chung nha, công việc của anh á thì không có tiếp xúc với nữ nhiều. Dạ. Nhưng mà anh thì có một cái là anh không biết uống rượu uống bia. Dạ, vậy là quá tốt. Anh có ghen không? Anh thì có ghen, nhưng mà đối với anh á thì cái nào đúng là đúng, còn nào sai là sai. Dạ. Rồi bây giờ nè, em bước tới em nắm tay bạn gái ha. Em nói những cái gì suy nghĩ tận đáy lòng của mình, những cái cảm xúc nãy giờ em đã có với bạn gái đó. Rồi sau mình tiến hành bấm nút, đứng nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Đó, nó thấy em sao? Anh thì lần đầu tiên gặp em, anh cũng thấy thích thích. Nhưng mà thì anh nãy giờ những gì mình trao đổi á, thì anh cũng mong là ta cho nhau cơ hội để được tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng là anh cũng cho em cơ hội để hai đứa mình tiến xa hơn. Yeah. Rồi, trở về ghế. Sẵn sàng chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ 30 giây, kiểm tra lại tất cả những dữ liệu nãy giờ xem
mình nói chuyện có hợp hay không, mình thấy rằng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng chúng ta bấm nút, mà khi bấm nút chúng ta nhớ là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 1, 2, 3 hết thời gian. Cặp cặp hai cái cặp cặp rồi, chúc mừng, chúc mừng đôi trẻ nắm tay nhau được rồi đó. Hai đứa dễ thương ha. Xin bác. Xin bác hôn cái. Con xin phép bác. Mẹ cho phép rồi đó. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó à? Này chắc không có đâu. Yên tâm, anh biết không có rồi. Có với anh Thái. Thái uống được với anh. Trời cái gì mà ta. Ông muốn không? Ông lại ông muốn ông giấu bớt đi. À, giới thiệu về mình đi bạn, giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Thì xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Hoài, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo. Năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồi thì em không ăn. Thôi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Chỗ đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Nếu quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu luôn. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện nãy bạn nó khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Trời không ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không là không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ mà chưa có quen ai? Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp được đối tượng. Hồi đó tự đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à. Đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhân nào, không có. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thể trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ ẻo lắc lắc vậy? Yên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè. Đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quyết chết. Rồi. Em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Em nhắm em biết hung. Lúc em thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không?
Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ không như có coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời, sao liên quan, chớ là bậy à, bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Bây giờ em ngồi đây, em kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Ừ, là... không phải, em chưa hôn chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, con người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Rồi thôi, xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn á. Không, không, dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Như ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Dạ. Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Dạ. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng mèo mèo mèo. Người ta mắc cỡ tính nít ta vậy mà ngồi sao yên. Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè, con đi về bển đi. Mèo mèo nữa, anh đi. Khổ ghê á. Khó ta làm rối, tội nghiệp đàn trai ta. Có chị nghe. Không ổn, có lúc lắc. Có anh lo cho em nha, đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi bây giờ anh hỏi đàn gái nè, em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính, vui dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. Ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Đây. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được. Dạ. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu. Yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Có. Đang uống được chứ anh? Trời cái gì mà ta? Không muốn không đâu. Lại ông luôn á, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được, thiệt tình tốt cũng được. Dạ không thiệt thà. Không, anh thiệt thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học, bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ, chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có khi nào tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ rồi, cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của bé Thảo, dạ, của bộ đội anh. Về hưu rồi, tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn, thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à, chết. Cố gắng vượt lên chính mình đi nhá, cố gắng. Dạ. Đấy, chính mình nhá. Rồi ok rồi. Dạ con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy là các bạn hết. Cho em đi học gì, học kỳ quân đội chú hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi kéo màn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Anh bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào?
Dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy ạ. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự theo lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Dạ. Cảm giác em như thế nào, cảm giác ảnh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nào, không chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà cũng đưa tay ở... thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Quỳnh Linh kêu nắm tay rồi. Quỳnh Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Đấy. Điểm mạnh của em là em biết bay lưu bá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính nha. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ lại hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi ngồi xuống. Xin mời đi. Nhà gái. Để đây này đúng rồi. Rồi bây giờ thì bạn trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em tên Đại Phi, sinh 1984, quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha. Đại Phi làm công việc gì? Em làm cơ khí tại nhà. Cụ thể là gì Đại Phi? Máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. À, làm ở quận mấy? Bình Chánh. Rồi, mời nhà gái. Ờ, nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em lại tuột đây chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu về mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vui vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý của mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ lại hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì?
Ưu điểm của em mà hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều. Rồi, chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình, 6 năm, với lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì, có khá lên chưa? Cũng được thôi chứ cũng không có khá gì. Được mà. Thôi, anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Dạ hai mối tình này á cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị à, phải về quê rồi, lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái à, dễ thương đó. Anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống nhau một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mối 8 năm, mối 2, bên đây mối 6, mối 4 là cũng chục năm yêu. Có tờ, gọi kinh nghiệm trong thâm yêu luôn rồi. Thâm niên về tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật, chân thật hạn cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được mà mình phải làm được. Thà mình không nói. Đúng rồi. Nói thì phải làm. Dạ. Ông nói cũng phải làm. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Cô tay sạch chân luôn. Ờ sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng với người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bạn nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Chị đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì trời. Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Cao bao nhiêu? Thì tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận. Trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình. Nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm có dạ, cái đòi đó hỏi? Chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% đó. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Ừ. Bây giờ mình cho gặp bây người thân đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? À, em đi với lại ông chú, ông anh với lại thằng em rể lại nhỏ cháu. À, dạ, mời nhà trai. Kính chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Bên nhà gái cũng toàn thể thính phòng này. Dạ em là anh của Phi. Đàn gái thì thấy có vẻ như là hợp theo những cái nhu cầu của em Phi. Cũng giống được trên 80%. Cũng vui vẻ, nhiệt tình, cũng nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọi là cá tính. Thành ra như vậy thì có thể giúp đỡ Phi nó vững chạc hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Xin hết. Rồi cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi xin mời nhà gái. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Và MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Chào quý khách. Cô thấy đàn trai thế nào? Thấy thì cũng được, cũng biết lo làm ăn. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào tất cả mọi người. Con là em của chị Mai. Về cái ngoại hình á thì hình như là anh hơi thấp.
tính cách thì có vẻ cũng rất là thẳng tính và cũng như là cái gì ra cái đó, tại mình làm cơ khí mà. Thì về cái mẫu mà chị em, trong cái suy nghĩ của chị em á, thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70%. Thì một chút mở ra thì chị xem và suy nghĩ, và cũng có thể cho anh này một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi. Thôi, thế thì ta mở rào thôi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Phi. Em cũng có món quà này tặng cho em. Dạ, em có món quà tặng cho anh. Rồi. Kẹo. Dạ, cái này là do tự em may luôn á anh. Thấy đẹp đó. Em không biết anh mặc vừa không, tại em chỉ may theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ may nó sẽ vừa với anh. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đâu, hai đứa mặc vô thử coi vừa không. Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ. Em thích màu xanh dương, chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Ủa, chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới. Em mai là cái bự. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô nha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Áo khoác rồi đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Anh thấy em như thế nào? Dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết không? Em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là cái duyên. Dạ. Thì... được thì mình cho nhau cơ hội. Em nói về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình cho bạn gái nghe đi. Quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến, góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, đúng không? Buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Vậy thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ có con em sẽ chăm sóc vợ con thế nào? Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con, thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm. Có duyên đó ha. Hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em bữa nào rảnh. Chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh. Thì chưa chủ nhật nữa anh. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó. Nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi. Thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con. Dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Được rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút, để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa manh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại, tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải,
thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào, một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm đi. Tôi nghe cặp cặp là tôi biết rồi. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. À, xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em. Con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường. Cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai tới mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin chào. Đúng rồi. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hung tí. Cho con xin phép bác cho con hung Mai. À, em cho anh hung đi.